Hello, nay cô Phương gửi một số cái phần bài đọc và cái cách đọc của những câu và những từ liên quan đến phần bài học trên lớp của Mon nha. Và Long đó thì hôm trước mình đã làm quen với những nhóm từ chỉ cái phòng trong nhà rồi, thì con về cố gắng tập đọc, nếu đọc không được thì nhờ anh hai chỉ nha. So we have pond, p o n d, pond là ao nước, pond. Gate là cổng. Gate, gate, G-A và T. Yard là sân, thì có G-A và D. Yard, yard. Và fence là hàng rào. Fence, fence có gì nha. Rồi, so we have there is a pond. Oh, sorry, there is a pond. There is a pond. There is a gate. There is a yard. There is a fence. Rồi. Vậy thì đó là những cái câu mà chị mình nói là có cái gì đó. Ví dụ có một cái ao nước thì cô Quyền sẽ ghép nha. There is a pond. There is a pond. Rồi nếu như cô Quyền nói có một cái cổng. There is a gate. There is a gate. Còn có một cái sân thì mình nói là there is a yard. There is a yard. Và cuối cùng có hàng rào ha. There is a fence. There is a fence. Và cái công thức là khi mình hỏi là có, ví dụ có cái ao nước ở đó hay không, thì mình sẽ dùng câu hỏi ha. Câu hỏi mình gọi là is there a pond, dùng is there ha. Is there a pond? Yes, there is. Nếu như có, ví dụ như ai đó hỏi con là có cái ao hay không, có cái cổng hay không vậy, thì nếu có mình sẽ trả lời là yes, there is. Còn nếu như không có mình sẽ trả lời là no, there isn't. No, there isn't. Rồi phần này mấy con có thể mở sách sách tiếng Anh lớp 3 ra coi nha. Hoặc là chép lại vào tập và luyện cách đọc và luyện cách hỏi ha. Ví dụ cô Huyên muốn hỏi là có cái sân hay không, thì cô Huyên sẽ hỏi là is there a yard? Rồi nếu như có, mình sẽ trả lời là yes, there is. Nếu như không có, mình nói là no, there isn't. Rồi, về nhà luyện nha. Ok, goodbye.